Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách sửa nhanh tất cả các loại đèn LED dùng điện 220V trong gia đình. Nếu nhà các bạn xài cái đèn LED bulb nè, đèn tiếp LED T8 hoặc là đèn LED âm trần á, thì cấu tạo chung của nó là nó sẽ có hai phần. Một là bằng thanh LED hoặc vỉ LED. Đây là loại LED thanh của đèn tiếp LED T8. Đây là một cái bo LED hay module LED của đèn LED bulb hoặc là LED dây trong cái đèn LED âm trần á. Hai là bo nguồn LED driver. Thì đây nó có hai trường hợp xảy ra khi mà một cái đèn hư. Thứ nhất đó là nó hư cái mạch nguồn LED driver. Thứ hai là nó hư hoặc cháy cái chip LED bên trong vị LED. Thì đa phần á, những cái đèn LED hư á, nó chỉ hư một trong hai phần này thôi. Rất hiếm khi mà nó hư cả hai ha. Trường hợp mà bị vô nước hoặc là chập cháy nổ á, là nó có thể hư cả hai. Thông thường chỉ hư một trong hai phần này. Thứ nhất mình sẽ đi cách xác định nguồn LED driver nó còn tốt hay bị hư ha. Đây, mình giả sử như các bạn có một cái đèn LED bất kỳ. Rồi, mình cấp nguồn vô cho nó. Mình sẽ dùng một cái ổ cắm mình test ha. Khi các bạn nghe cái tiếng kèm theo cái tia lửa điện ở đây nè. Đó, nó nổ một cái, nó phát ra tia lửa điện ha. Nó còn tẹt một cái là chứng tỏ là cái nguồn LED driver của mình còn tốt. Đó. Ở đây mình cắm một cái phích cắm, mình cấp cái điện 220V vô. Thì nguồn LED driver tốt quá là tất nhiên là có điện áp nhỏ ra, nó sẽ phát ra tiếng tạch một cái và kèm theo một cái tia lửa điện bên trong cái ổ cắm ha. Các bạn cứ test như thế này cho mình. Bất kể các bạn dùng cái đèn tiếp LED T8, LED bulb hoặc là LED âm trần. Đây, mình có cái nguồn LED driver của đèn LED âm trần của hãng Hufa. Thì cái cách test nguồn LED driver cũng tương tự. Khi các bạn mua về, nếu mà các bạn không có cái đồng hồ để đo. Ở đây mình có một cái đầu nối nhanh ha. Các bạn mua về của mình cũng test như thế này thì nó sẽ có một tiếng tạch và phát ra tia lửa điện. Tất nhiên là điện áp ngõ ra của nó sẽ có. Đây mình kết nối như thế này. Đó, nó kêu một tiếng tạch nhỏ. Chứng tỏ là cái điện áp ngõ ra nguồn LED driver này là có. Mình có thể khẳng định nhanh, test nhanh là cái nguồn LED driver này còn tốt ha. Như cái đèn lúc nãy của mình á, là cái đèn LED bulb này, mình không biết nó hư cái gì. Các bạn có đồng hồ thì các bạn đo được điện áp, còn không có thì mình cắm nè. Đó, nó kèm phát theo tia lửa điện á, thì mình có thể dùng cái đồng hồ mình đo điện áp. Mình chuyển qua thang đo 1000V DC. Đây, mình đo được điện áp nó ra. Đó, nó ra khoảng hơn 200V ha. Như vậy á, là chứng tỏ là cái nguồn LED driver mình còn tốt. Thì cái cách mà xác định nhanh của mình ở đây á, là cái mạch nguồn LED driver mình còn tốt, là như vậy á, là nó chỉ hư cái chip LED trong vỉ LED này thôi. Thì mình đi kiểm tra cái vỉ LED này, còn cái nguồn LED driver này là ok ha. Đây là cái cách xác định nhanh của mình. Thì các bạn có thể áp dụng để mà các bạn sửa chữa tất cả các đèn LED trong gia đình ha. Thế thì một câu hỏi đặt ra là trên thị trường có rất nhiều nguồn LED driver, thì mình có thể thay thế sàn qua cho nhau được không khi mà cái bộ nguồn LED driver của mình bị hư? Thì mình khẳng định các bạn là
chắc chắn thay được. Ở đây, khi một bộ nguồn led driver bị hư thì các bạn có thể dùng cái nguồn led driver của đèn tiếp led 8 nè, led bút nè, hoặc led âm trần cùng công suất hoặc là tương đương, có thay vào cho nhau vẫn ok. Đây là cái cách sửa nhanh ha. Thì trong những video trước của mình, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa nguồn led driver bằng cách kiểm tra IC, thay thế IC, đo điện áp ngõ ra, rồi dòng điện ngõ ra không tải. Thì các bạn có thể tìm hiểu trên kênh của mình để mà tham khảo cái cách sửa mạch nguồn led driver. Ở đây mình nói về cái cách sửa nhanh, đó là các bạn sàng bo nguồn led driver thôi. Thay thế mà các bạn không cần phải sửa bo nguồn led driver. Tại vì trên thị trường này á, một số cái nguồn led driver của mình á, các bạn không tìm ra được IC, hoặc là mình không có thời gian để mà sửa chữa, thì mình có thể ra ngoài mình mua cái nguồn led driver khác mình thay ha. Thì tất cả các nguồn tiếp led 8, led bút, led âm trần có cùng công suất hoặc tương đương mình thay vào ok. Có nghĩa là cái đèn tiếp led 8 này á, các bạn có cái công suất của cái đèn là 18W thì các bạn có thể thay thế cho cái đèn led bút khoảng 20W, 24W, 22W đều ok ha. Tuy nhiên có một lưu ý đây á, là cái công suất nguồn á, các bạn nên chọn là bằng hoặc là thấp hơn cái công suất của led, là thanh led này nè. Tại vì khi mà mình cái chọn cái công suất nguồn led driver mà lớn hơn cái thanh led trong vị led á, thì cái điện áp tăng cao hơn so với điện áp tiêu chuẩn của nó, làm cho chip led dễ bị cháy, bị đứt ha. Các bạn cấp nguồn vô là đứt cháy hết luôn. Vì vậy mình khuyên các bạn nên, nếu mà chọn cái nguồn led driver mà thay thế thì nên nhỏ hoặc bằng cái điện áp của tổng chip led này. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn một trường hợp. Đây là cái bo nguồn của đèn tiếp led 8 ha. Mình sẽ lấy cái bo nguồn này mình thay cho cái bo nguồn led driver của cái đèn led bút này bị hư ha, xem như thế nào, coi nó có hoạt động được không. Đó, ở trên đây nó cũng có 3 dây ha, một dây nguồn AC, một dây cộng, một dây trừ. Thì cái công suất nguồn này á, nó cung cấp cho cái đèn tiếp led 8 18W. Còn ở đây là cái đèn led công suất 30W, đèn led bút. Thì mình sẽ dùng cái bộ nguồn led driver này mình thay cho cái đèn led bút này ha. Đây là cái cách sửa nhanh. Thì trước tiên á, mình phải xác định được là cái đèn này nó đã hư cái bo nguồn led driver bằng cái cách kiểm tra mà nó không kêu tiếng tạch nè, kèm theo từ lưới điện khi mình cắm nguồn vô, đồng thời mình đo điện áp ngõ ra nó không có. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế ha, bo nguồn led driver. Cái này cách sửa nhanh. Trong cái mạch này á, thì các bạn cũng xác định cho mình cái đầu nào đầu cộng, đầu nào đầu trừ ha, để mình hàn vô cho đúng. Đây là hai dây bo nguồn led driver của nó, dây dự cũ. Thì mình xác định đầu này đầu dương, đầu này đầu âm. Cái thanh led này cũng vậy, cũng có đầu dương đầu âm. Đây là cái bo nguồn led driver của đèn tiếp led 8 mình tận dụng lại. Chân dương á, mình hàn vào phần dương của vị led. Tương tự mình hàn cho chân âm. Mình test trước rồi sau đó mình mới tiến hành mình tháo cái phần đuôi đèn ra, mình thay vô. Đây là cái dây nguồn AC 220V ngõ vào. Mình dùng một cái đầu nối nhanh, mình kẹp, mình cấp nguồn vô cho nó.
Thì nói chung á, các bạn nên lựa chọn cái nguồn led driver mà cái công suất của nó thấp hơn hoặc nó bằng, nó tương đương với cái vĩ led này là ok. Đó, như ở đây á, mình tiến hành mình cấp điện trước đã, để cho nó không bị chạm ha. Rồi mình cấp nguồn vô cho nó. Như vậy là cái đèn led của mình nó sáng ha. Thì trong trường hợp này á, là cái nguồn led driver của mình á, là chỉ có 18W thôi, mình cấp nguồn cho cái đèn led hơn 20W thì nó vẫn sáng như bình thường. Như vậy là cái cách này, cách sửa nhanh khi mà các bạn không có thời gian để mà sửa chữa cái bộ nguồn led driver như thay IC hoặc tìm IC, thì mình có thể áp dụng được bằng cách thay cái nguồn led driver tương đương. Trong trường hợp này các bạn sẽ không bị tốn thời gian nhiều ha. Thì đây mình nói sơ qua vào cái phần thứ nhất là cái cách xác định nhanh và sửa chữa nhanh cái nguồn led driver khi còn tốt hoặc là bị hư, và cái cách thay thế cái bộ nguồn led driver tương đương của nó. Mình sẽ đi vào vấn đề thứ hai, đó là cái cách mà xác định được vĩ led còn tốt hay bị hư. Thứ nhất, mình quan sát đầu tiên trên vĩ led á, nhìn các chiếc led coi nó có dấu hiệu đen ở chính giữa hay không, nó bị cháy bị đứt á, thì mình phải kiểm tra tất cả các loại chiếc led trên vĩ led coi con nào bị đứt hay không. Thì như đã nói ở phần đầu, trong đèn led hư á, nó chỉ hư hai mạch, thứ nhất là mạch nguồn led driver, hai là cái mạch led này nè. Thì mình kiểm tra cái led driver không hư, nó có hư còn lại chỉ có vĩ led này thôi. Đây là một cái đèn led bulb thông thường, nó dùng chip led 2835. Mình kiểm tra cái bộ nguồn không hư, mình cấp nguồn vô nó kêu tạch tạch, đồng thời nó có phát tia lửa điện, thì mình khẳng định là nguồn led driver còn tốt. Xác định nhanh, mình kiểm tra nhìn trên cái vĩ led này nè, có các con chip led mà nó có dấu hiệu như chấm đen như thế này, nó bị cháy chính giữa, thì đó là những cái con led hư bị cháy ha. Thì mình phải kiểm tra tất cả và toàn bộ những cái con nào bị hư, bị rò rỉ, bị cháy như thế này. Nhiều bạn á, sửa ẩu, các bạn nhìn thấy cái led này hư thôi, các bạn thay vô, nhưng mà khi mà cấp nguồn vô á, nó vẫn tiếp tục cháy con led khác, hoặc là cái đèn nó vẫn không sáng, thì chứng tỏ là mình chưa kiểm tra hết tất cả các vị led hoặc là cái chip led từng con như thế này. Thì yêu cầu ở đây á, mình phải kiểm tra toàn bộ. Như giả sử mình lấy dòng hồ, mình chuyển sang audio đi, mình kiểm tra từng con luôn, từng nhánh luôn. Ở đây một nhánh của nó là hai con led nó mắc song song với nhau, rồi nối tiếp với nhánh khác là hai con led mắc song song với nhau. Đó, mình đảo chiều quay đo lại nè, nó không sáng nè. Như vậy là ở đây là hai con led nó chết ha. Mình tiếp tục mình kiểm tra. Đến cái nhánh này á, là nó sáng, là cái nhánh này hai con led này mắc song song với nhau á, là tốt ha. Nhưng mà qua cái nhánh này, đây, nó bị cháy, nó không có sáng. Như vậy ở đây á, mình kiểm tra là bốn con led nó bị chết, ở đây có hai con led sáng nè. Đó, các bạn phải dựa vào cái dấu hiệu để mà mình cô lập cái phần mà hư. Chẳng hạn như cái vĩ led này, mình nhìn thấy cái con led này bị cháy là chắc chắn là cái vĩ led này bị có vấn đề. Đó, mình bóc ra, mình kiểm tra từng con chip led luôn, chứ không phải là mình thấy cái con này bị cháy mình thay thế hoặc là mình nối tắt, sau đó mình cấp điện vô thì tất nhiên á, nó vẫn không sáng hoặc là nó bị cháy mấy con chip led khác. Đó, như vậy là cách kiểm tra nhanh, xác định nhanh coi nó hư phần nào để mình sửa ha.
Tiếp theo đây mình nói về cái mẹo sửa hoặc là cái cách sửa nhanh. Đó là các chip LED bên trong đèn tiếp LED T8 á, hoặc đèn LED bulb á. Đèn tiếp LED T8 thì nó hay dùng cái con chip LED dán HFB 5630, 5730. Cái dòng của nó là 150mAh và cái công suất của nó là khoảng tầm 0.5W. Hoặc là nó dùng những cái chip LED 2835 đối với đèn LED bulb. Đây là cái đèn LED bulb của nó. Nó có nốt trong trên cái đèn á, là nó dùng chip LED 2835. Đây. Thì đa phần cái loại LED bulb trên thị trường nó hay dùng cái con chip LED 2835 ha, loại siêu sáng. Thì câu hỏi đặt ra là các loại chip LED này có thể thay thế cho nhau được không? Thì mình sẽ nói là khẳng định là các bạn là có thể thay thế cho nhau được nha. Trường hợp các bạn không tìm ra cái chip LED 2835 thì các bạn dùng cái chip LED 5630 hoặc 5730 các bạn thay vô được. Mình ví dụ như cái trường hợp cái đèn này là mình lấy chính từ cái con chip LED của cái thanh LED của đèn tiếp LED T8, đó là chip LED 5730, mình thay vô cái con chip LED 2835 thì mình trong mạch này á, mình thay toàn bộ luôn. Đó là tất cả cái này sàn qua nhau được nha. Trường hợp mà cái đèn của các bạn á, như cái con LED 5730 á, thì mình có thể dùng chip LED 2835 mình thay vô được cũng ok. Tại vì cái điện áp của nó làm việc á, là điện áp 3V ha. Thì loại này là popular, là phổ thông rồi, thì mình có thể thay thế cho nhau được ha. Rồi, trong trường hợp mà nếu mà cái vỉ LED của các bạn á, nó cháy một hoặc hai con chip LED thì mình có thể sửa nhanh bằng các nối tắt cũng được. Nhưng mà chỉ hạn chế thôi nha, chỉ một hoặc hai con thôi. Còn nhiều quá thì mình khuyên các bạn là nên thay thế con chip LED mới. Thì trong các video trên kênh của mình đó, mình có hướng dẫn các bạn cái cách mà thay thế chip LED cho cái đèn tiếp LED T8 hoặc là LED bulb á, bằng cái phương pháp hàng trực tiếp và hàng gián tiếp á. Thì các bạn có thể tìm hiểu trên kênh của mình đó, mình có giới thiệu và cái cách hướng dẫn theo bạn sửa chữa cái đèn LED này. Mình quay lại cái vấn đề mà cái vỉ LED hoặc thanh LED này á, nó cháy chỉ một hai con chip LED thôi, thì mình nối tắt lại ha. Mình giả sử đi, như một cái đoạn LED này, mình kiểm tra toàn bộ trên cái dãy LED này á, thì nó chỉ chết một hai con. Như ở đây, khi mà mình xác định được nguyên nhân cái đèn LED hư á, nó bị cháy chip LED ha, thì mình phải sẽ kiểm tra toàn bộ chip LED luôn, chứ không mình không thể nhìn vào cái con nào bị cháy á, thì mình chỉ thay con đó thôi. Đó, như ở đây mình phải kiểm tra toàn bộ nè, hai con này mắc song song với nhau nè. Rồi, tiếp tục mình kiểm tra hết toàn bộ luôn. Đó, trường hợp mà cái nào bị đứt bị cháy á, thì mình sẽ đánh dấu vô. Trường hợp mình không có thời gian thay chip LED á, mình dùng phương pháp bằng nối tắt. Đó, mình giả sử đi như trường hợp này á, là chỉ có một con LED này sáng thôi. Thì một con LED nó bị hư ha. LED này sáng và là cái con LED mắc song song này nè, nó bị hư. Đây, mình giả sử đi, cái con này bị hư. Mặc dù mình nhìn thấy trên đây á, nó không có chấm đen cái này, thì mình hàng nối tắt như thế nào thì cái này cũng dễ, phải dùng cái lưỡi dao hoặc cái dao đọc giấy hoặc là dao Thái Lan á, mình cạo cái phần nhựa này đi. Hoặc các bạn có thể dùng cái nhíp á, mình nạy cái phần nhựa ở trên đây, nó có một lớp nhựa nè, mình nạy
mình cào cho sạch cái phần nhựa đi. Ở phía dưới này chỉ có cái mấy chân chì chân đồng thôi, còn chân bằng thiết á. Mình không cần phải lấy cái chân này ra đâu, một số bạn muốn lấy chân ra cũng được. Còn cái này nè, đó mình thấy không, trên đây nó có hai cái chân tách ra riêng biệt. Ở đây nè, mình có một cái chân dài và chân ngắn, và chính giữa của nó sẽ có một cái khoảng cách ha, cái nhựa của nó. Thì đơn rất đơn giản, mình chỉ cần hàn nối hai cái đầu này vô là xong, mình không cần phải cạo hay không cần phải tách ra. Mình lấy một ít mỡ thông hoặc mỡ hàn á, mình chấm như chính giữa nè. Rồi mình lấy một ít dây chì, mình xây ở giữa là xong. Là cái cách này cách đối tác nhanh nhất. Các bạn không cần phải tháo ra rồi dùng cái dây đồng mình câu lại, không cần. Thì chính giữa chính là cái đế của nó, đế con led này á. Nó đã là một lớp kim loại rồi. Thì mình nối hai đầu này vô là ok. Đó, như trường hợp này á, mình lấy một cái ít dây chì ha, mình xây ngay chính giữa. Là nó nối lại hai cái đầu này lên. Rất đơn giản. Nó nối hai chân A nối cao tốt của cái con chip test này là xong rồi. Khi mà mình hàn xong á, mình phải kiểm tra nhìn thấy như này nè, hai cái chân để nối vào nhau ha. Thì sau đó mình sẽ dùng một cái đồng hồ, mình test lại coi cái con led bên đây á, nó còn sáng hay không. Tại vì hai con led này mắc song song với nhau, khi mà một con bị nối tắt, có nghĩa là có con này bị cháy mà nối tắt, thì con còn lại bị nối tắt luôn, đó nó không sáng. Có nghĩa là bắt cầu nó sẽ bỏ qua hai con led này và nó đi từ hai con led phía trước nè, rồi bỏ qua khúc giữa, rồi nó sẽ đi đến hai con led phía sau. Thì mình kiểm tra lại. Đây. Cái trước này á, mình sẽ kiểm tra. Rồi hai led này sáng ha. Hôm nãy có một cái led này nó bị cháy, thì mình đo qua cái con cái kế bên coi nó sáng không. Mà tất nhiên nó không sáng ha. Tại vì nó bị nối tắt rồi, hai con này mắc song song với nhau. Rồi tiếp theo mình qua con led kế bên. Đây hai cái led này nó sáng. Là chứng tỏ mình đã nối tắt thành công ha, hai cái đường mạch này á, nó sẽ được nối về nhau. Nó bỏ qua hai cái led này. Thì đây là cái cách sửa nhanh trong cái trường hợp mà các bạn không có thời gian để mà các bạn thay thế chip led hoặc không tìm được con chip led tương ứng. Mình khuyên các bạn chỉ áp dụng đối với những cái vỉ mạch led như thế này á, nó bị cháy ít con led thôi, một hoặc hai con thôi, thì mình có thể nối tắt chip led. Còn trường hợp nhiều, số lượng nhiều thì mình sẽ phải thay thế chip led. Khi mà mình nối tắt quá nhiều quá thì cái công suất của nguồn led driver sẽ lớn hơn công suất của chip led. Là mỗi chip led này á, nó có một công suất riêng ha. Thì mình tính tổng của nó chip led á, thì mình tính được cái công suất của vỉ led. Thì khi mà cái công suất nguồn của mình led lớn hơn công suất của tổng chip led á, thì nó sẽ dễ bị cháy đi chip led. Rồi, và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa nhanh tất cả các loại đèn led dùng trong gia đình. Cách phân biệt, kiểm tra cái đèn led này nó bị hư nguồn led driver hay hư chip led. Và cái cách sửa nhanh. Ở đây mình sửa nhanh bằng cách dùng cái nguồn led driver cái công suất nhỏ hoặc tương đương mình thay vào. Còn đối với trường hợp mà các led hư á, nó có dấu chấm chính giữa nè, thì mình kiểm tra toàn bộ các chip led bên trong còn lại trong vỉ led. Đồng thời đối với những một số chip led nó mà cái điện áp tương ứng của nó như
5630, 5730 hoặc 2835 á thì mới có thể thay qua thay lại được nha. Đơn cử là cái đèn led này, nguyên thủy của nó là cái chip led 2835, thì mình dùng cái chip led 5730 của thanh led này mình thay vô, mình thay toàn bộ luôn ha, tại vì nó chết nhiều lắm thì mình thay hết luôn. Trường hợp mà vỉ led mình chế một hai con lai chip led á thì mình có thể nối tắt được. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.